Hướng dẫn giải bài tập Excel. Thì bài tập đơn giản là cho một bảng và chúng ta sẽ lấy cái giá trị giá ứng với mỗi mã điền vào đây. Thì để làm bài tập này chúng ta sẽ dùng hàm hlookup. Thì đầu tiên là chúng ta truyền giá trị cần lookup là mã vào bảng giá trị. Chúng ta sẽ select vùng này và row index là số của hàng. Thì ví dụ ở đây chúng ta sẽ tìm A thì chúng ta sẽ được cột này, và số của hàng này là 1 thì nó sẽ trả lại A, là 2 nó sẽ trả lại 100, và là 3 thì nó trả lại 120, vân vân. Thì ở đây cái mà chúng ta muốn đó là 100, là số 2. Nhưng để áp dụng cho những trường hợp ví dụ AT2, AT3 thì con số 2 này nó sẽ phải thay đổi. Thì để thay đổi thì đơn giản chúng ta nghĩ đến một cách, đó là chúng ta sẽ lấy hai ký tự cuối, tức là chúng ta sẽ lấy được T1, T2 hoặc T3. Sau khi lấy hai giá trị cuối, ta sẽ set nó là nằm ở vị trí thứ mấy trong cái mạng này, thì nó sẽ trả lại, ví dụ là T1 thì nằm trong mạng này nó sẽ trả lại 2, như vậy nó sẽ điền vào đây 2, vậy là nó sẽ ra 100. Nếu là T2 thì ở trong cái mạng này nó sẽ là ở vị trí số 3, thì nó điền vào đây 3, như vậy kết quả chúng ta sẽ được như kết quả mong muốn là 120. Thì để làm điều này chúng ta sử dụng hàm make. Thì chúng ta sẽ lookup value. Thì ở đây mình chỉ lấy được hai ký tự sau, thì mình sẽ dùng hàm write và hai ký tự về nó sẽ ra T1. Ở các thành phần dưới này thì nó sẽ ra T2, T3, vân vân. Mạng cần lookup thì chúng ta, ví dụ với T1 chúng ta kết trả lại số 2, như vậy ta phải chọn thêm cái phần trên này nữa. Đấy, và nó sẽ ra giá trị là 2. Ok. Thiếu dung mặt. Như vậy là A1 thì nó ra là AT100. Để áp dụng cái lệnh này cho các hàng dưới thì chúng ta sẽ khóa các giá trị cố định lại. Về BT1 chúng ta sẽ ra 200, CT2 chúng ta sẽ ra 420, vân vân. Đó là cách giải bài toán này.